nhiều người nghe con nói chú bức tranh thì cái người ta cũng sợ, nên nói là không biết phải trang của chú Tóc. Muốn biết cái trang TikTok thì có Tấm Giang á, là quý vị khán giả lưu ý là trên 800.000 lượt follow, gần 1 triệu rồi. Ổng là con mua một chai cao. Dạ. Chai cao sô bóp giá 169.000. Con trúng được cái bức tranh nạ vàng thật luôn. Dạ. Đây là vàng thật. À, chú Thỉnh từ ở bên một cái chùa về tâm linh cực kỳ là nổi tiếng ở bên Thái Lan, đó là chùa Vàng. Dạ. Thì được rất nhiều vị chư tăng trì tụng. Dạ. Hello, xin chào quý vị khán giả. Sáng quý vị thấy sang châu có tranh Phật. Giờ ngày hôm qua trao cho một tranh Phật cho quý vị khách hàng. Rồi sáng này trao ở dưới thêm một tranh nữa, tranh Phật nữa, được nạ vàng thật ở tại Hóc Môn. Còn những khách hàng nào tốt qua có mua hàng bữa ngày 8 là chìm dần đến tốt á, thì có mua hàng tham gia bốc thăm chúng được có 12 vị khách chúng giải đặc biệt là tặng bức tranh có tượng Phật mạ vàng thật. Thì để xem có ai là người đại phước đầu năm thì trong đó là tổng cộng là 12 bức. Cho nên Điện Tử Gia Sang cũng có hứa là ghi những bức tranh tượng Phật Sang sẽ đích thân đem đi. Rồi đến quay một cái đoạn video để minh chứng cho cái việc là mình chơi chương trình nó fair play chứ không có chơi giả dối được. Thì sau khi mọi người đã mua hàng và cũng được tham gia bốc thăm trúng thưởng thì trong đó hàng trăm cái đơn hàng, trăm cái người khách hàng mua, nhưng mà chỉ có ghi 12 người được trúng thôi đó. Bà con cũng rất là buồn vui mừng. Cho nên là thử ra thì Sang có giao kèo trước, khi trúng thì Sang phải đích thân đem đi giao, chúng gửi ship. Gửi ship thì bên vận chuyển đơn vị vận chuyển hàng á, nhiều khi không biết trong đó cục hàng gì quăng tới quăng lui, tranh ảnh của Phật, cho nên mình rất là sợ, không dám làm tầm bậy. Để mà trao được cho tất cả mọi người á, hết như 12 bức tranh này, hành trình này Sang đi cũng dài. Bữa nay đi coi tại Hóc Môn, Tây Ninh, ngày mai Long Thành, Bình Phước, rồi ngày kia thì Bảo Lộc, Bến Tre. Bảo Lộc, Bến Tre là đi nhận xác, đưa xác về á, Sang hứa tài trợ vụ cháy nhà đó. 4 căn nhà thiêu rụi, 2 mẫu hẻ lương thân, để lại 4 đứa con. Nhắc lại câu chuyện này thấy rất là buồn và đau lòng. Tuy rằng Sang đã đến hỗ trợ để xây nhà lại, rồi mong chính quyền các cấp để mà có cái hướng hỗ trợ sớm nhất có thể. Nhưng ngày hôm đó thì cũng được bí thư thành ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 cùng với lại các ban ngành của bên quận 10 đã gửi tiền mặt rất là nhiều. Còn riêng nhà 2 căn trái thì chủ tịch Mặt trận Tổ quốc là có yêu cầu Sang gửi gắm anh Sang để mà hỗ trợ giúp cho người dân trên địa bàn đó. Thì trong đó mặt trận là một căn, còn căn thì Sang cho. Thì bây giờ là mình thực hiện cái lời hứa của mình, đi tới cái chỗ mà mình trao, đây là Tây Ninh, để xem coi cái vị khách này trúng được bức tranh mạ vàng thật, cảm xúc của cái vị khách này như thế nào. Rồi, hello, chào. Quý chú Tám từ lúc chú Tám đi tu báo hiếu á. Vậy hả? Dạ. Chú đi từ bên Bình Phước chú vòng qua. Dạ. Tại vì từ bên đó có nhà con gần. Bà Trang chú Tám sang nè. Ở đây nhiều người thần tượng chú Tám lắm. Vậy hả? Dạ. Ở đầu bên mình gần sát Bình Phước. Dạ. Ok, rồi vô nhà. Chú Tám vô nhà. Ôi trời, cây này cây mai hả? Dạ. Bự dữ. Cây mai đó được bằng tuổi con rồi. Ôi
vậy hả? À. Này mai gần ngày mai gì? Bỏ hộp xuống là lên hả? Sao mình không cưa bớt cho nó gọn? Mình cũng không biết chăm sóc gì hết chứ tao cứ đãi cho nó lớn vậy. Ok. Rồi. Ok, chào cả nhà. Dạ, chào lên chào ông. Ok. Ơi, chào con. Con cho ông. Giỏi đi, đẹp trai á. Dạ, ok. Vào cái bức tranh ở bên chỗ cái em ở Hóc Môn, nó nằm ở đầu sát bên chỗ Bình Dương. Dạ. Bình Dương phải buộc qua chạy Bình Dương qua Bình Phước rồi mới chạy về ngược về Tây Ninh. Dạ. Nhiều người nghe con nói trúng bức tranh này cái người ta cũng sợ, nên nói là không biết phải chăng của chú Tám không, con nói chú Tám like mà sao không đúng trời. Ý là người ta không biết, cứ có nhiều người cũng như nói mình trúng cái sao lên cái bắt mình đủ thứ hết chú Tám, cái sao lên nói là coi chừng có bị giả không, coi chừng mạo danh chú Tám, con nói chú Tám muốn biết cái trang TikTok thì có Tấm Sang á, là quý vị khán giả lưu ý là trên 800.000 lượt follow, gần 1 triệu rồi. Nó là 879.000 đó là lượt follow. Con kêu mua vào sao bớt, con nói giờ không biết kêu trang là chú Tám hay tôi thấy lên quá trời, con nói thôi đi mẹ, bữa nào trên chú Tám không live stream mới thấy hình chú Tám không nói chuyện hả mua. Tại có nhiều cái là nó dạng như là nó phát lại chú Tám, con nói không biết là chính xác không, tại nhiều người nói là sợ mua làm hàng giả. Cái bữa mẹ con mua về con nói con cũng không biết trúng luôn, sao cái con lướt con thấy chơi trò chơi con tưởng là qua rồi, cái con nói buồn quá, nãy con mua mà không có được chơi trò chơi xong rồi sao con nói cái nói gì với thảo cái con thấy tin nhắn con nói trời ơi mẹ ơi con đặt đại con ao sao giờ trúng rồi kìa, con mẹ nó không biết phải không bà coi à, cái mà ổng là con mua một chai cao. Dạ. Chai cao sao bóp giá 169.000, con trúng được cái bức tranh nạ vàng thật luôn. Dạ. Đây là vàng thật. À, chú Thỉnh từ ở bên một cái chùa về tâm linh cực kỳ là nổi tiếng ở bên Thái Lan, đó là chùa Vàng. Dạ. Thì được rất nhiều vị chư tăng trì tụng. Dạ. Đó cho nên thì bữa đó chú kêu nhân viên liên lạc lại cho cháu. Dạ. Rồi sau cháu chú nói là Đức Hưng chú sẽ đem đi trao. Dạ. Và chú kèm theo tặng cho con thêm chai cao nữa. Dạ con cảm ơn chú Tám rất là nhiều. Chồng con nói em ơi anh sợ trên mạng cái chơi chỗ cái tượng này linh lắm em. Cái con nói là con bữa nay đáng lẽ là con đi làm, xong sáng chị nhân viên gọi con nói thôi giờ không đi làm sợ chú Tám lên bất ngờ không về kịp, con nói bữa nay nghỉ làm chờ chú Tám luôn. Nhưng mà cuối cùng hôm nay chú Tám xuất hiện là đúng rồi. Dạ, không? Mừng đúng rồi không? Con mừng tại vì con cũng hồi hộp, con sợ một phần là chú Tám cũng như liên lạc mình bất ngờ không được rồi sợ. Nhưng mà cũng lo là sợ bị gạt. Không mà khi mà chú Tám điện con nghe tiếng được của chú Tám là con mới an tâm. Còn cái số tổng đài con cũng hơi lo tại vì có nhiều số tổng đài cứ gọi mình trúng mà cuối cùng là không đúng. À bây giờ tí xíu nữa nè, chú cho cái nè, cái số dạ. Số này nè. Dạ. Đó, ở trên đây. Là cái số này là số chính xác và cộng thêm hai cái số nữa có nằm trên màn hình đó là 1900 888 663, đây là một số. Dạ. Thêm một số là 0818299 606. Dạ. Rồi thêm một số nữa 0777. Dạ. 588881 cuối. Dạ. 4 số 8 số 1 cuối á. Dạ. Rồi ba cái số này là khi là... nào mình nếu mà cần mình mua là mình cứ gọi số này vẫn mua chính được xác. Không chú Tám? Dạ. Tí xíu nữa chú sẽ cho con lưu cái số 881 hoặc là 606 á. Dạ. Lưu lại để gọi vô, nhiều khi có cuộc ở nhà mấy bạn này sẽ gọi lại. Dạ. Đó, để mua cho mình thêm một cái nữa chú chỉ. À, hiện tại bây giờ nó đang giả tinh vi lắm. Dạ. Nó giả giống như hàng của chú. Dạ. Và nó giả giống cái chai, giống cái hộp. Bữa con cũng mua cái giống coi luôn. Mấy cái review cái nó nói là mua hàng giả trên Facebook, cái con nói trời ơi giờ không biết tại mua giùm cho mẹ chồng nữa, mình nói lỡ mua lầm cái là năm ra mình nói giống rồi sao mình mua lầm, cái con cũng hồi hộp, con nói trời ơi mong là đừng phải nghe. Cho nên mình thử cho mọi người lưu ý cái số điện thoại mà Sang đọc á là dạ. Chính xác nhất. Dạ. Và thêm một cái nữa là khi mà bọn nó giao giờ nó dán luôn cái miếng tem này nè. Dạ. Nhưng mà cái tem này nó in á là nó in giả. Dạ. Cái tem này nè nó in giả. Dạ. Nhưng mà tem của chú á là một cái, nó có hai cái biểu tượng, đó là mã QR code đúng không? Dạ. Một cái này á là chết phát một nó ra mọi thông tin của chú. Dạ. Nhưng cái mã QR code này mới quan trọng nè. Dạ. Con phải cạo cái này ra. Dạ. Con cạo cái lớp bạc này ra. Dạ.
Sau đó con lấy điện thoại vô Zalo quét cái nó gửi về cho con nguyên cái tin nhắn trên Zalo của con là con đã được chết kiểm tra quét cái mã này ngay vào ngày nào lúc nãy giờ vị trí ở đâu con đứng con quét ở đâu nó gửi vị trí luôn con đó luôn rồi nó cho con thông tin đúng là hàng thật đó là được quét mã một lần ha và được quét một lần còn nếu mà con mà quét vô lần hai nó lấy điện thoại quét vô lần hai nó để là lần hai lần ba là giả một lần một thôi nếu mà quét thêm lần hai lấy điện thoại kê vô quét lần hai nó thử nó đúng không nó sẽ hiện lên cho con biết là quét lần hai quét cái nữa là lần ba là giả lần hai lần ba là giả một lần một nó gửi cho con đúng vị trí cho nên con lưu ý cái này khi mà ai mà gửi hàng tới con phang thanh toán tiền tháo cái hộp lại vô luôn con quét cho nó chính xác bởi cơ bữa con cho nên thử bây giờ hỏi vậy nó dán nó vẫn dán cái này nhưng con quét vô nó không nổi thông tin gì hết vậy là giả nó như thế này bây giờ nó giả tinh vi đến nỗi mà nó in cái mã QR code này luôn nó in cho có thôi chứ không quét được gì hết đây đó khi mà con quét á nó ra cái này đã bị tạm khóa nè là tức có nghĩa là cái mã giả là nó qua tạm khóa đúng rồi không nó hiện cái này nó để nó không có thông tin gì đó không có kích hoạt không có hiện gì đó là giả đó tại vì hàng thật của chú là quét là phải ra quét là hỏi ra nó ra mọi thông tin luôn bây giờ nè chú làm thật ý cho con ha rồi để chú quét ha mở Zalo cạo cái lớp bạc này ra xong rồi đâu mới lấy cái tay che cái một cái mã QR code này lại rồi bắt đầu lấy vô Zalo này chú quét chú làm thử cho con nè thiếu ánh sáng rồi vô rồi rồi quét nó vô rồi nó sẽ hiện lên như vậy rồi bắt đầu bấm tiếp rồi nó đọc có gì bấm bấm tiếp rồi con rồi cũng cho phép đợi xíu nó sẽ hiện đây nó sẽ hiện đầy đủ thông tin của chú bấm thoát cái này ra rồi đầy đủ thông tin nè con đọc coi con thử đọc coi Dạ là sản phẩm chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tám Sang BDS. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Thời gian quét tem là ngày năm 2024 tháng 2 ngày 19 lúc 5 giờ 6 phút 20 5 giờ 6 phút 26 giây. Đúng chính xác chưa không chưa? Nó báo cho mình chính xác luôn cái giờ giấc để quét luôn. Đó. Cho nên là thử ra cái việc mà để quét cái này á, khách hàng lưu ý phải rất là quan trọng đó và điều quan trọng nữa gọi trên cái số điện thoại lưu lại bà con biết cái số điện thoại lưu lại dùm cho Sen để gọi vô đúng cái số Sen là cũng là an tâm tại vì con thấy bây giờ TikTok có nhiều người bán cái mã sản phẩm của ba chú tám nó cứ cầm like bán nhưng mà mình không biết chắc cú không rất là sợ tại vì qua nay con thấy mấy người cứ cầm lên xong nó để bán nhưng mà nói là sợ là nó nhái hàng giả lắm không trên TikTok đó là chú có cho liên kết giỏ hàng nên con cũng rất là sợ là không sao cả con cứ cầm của chú con không dám mua chừng nào chú xuất hiện mới mua không xuất hiện không mua tại vì nhiều khi con không phải mua cho con mà mua giùm người này người kia dụ mình nói cái sạp cao này xịt hai cái người ta nói vậy mua giùm tôi một hai hộp cái lỡ mình đặt lầm hay gì cái người ta mắng vốn mà lại là ảnh hưởng chú nữa con nói thôi cứ chờ chú like rồi đặt đây bữa nay con cầm được cái đại phước đầu năm mà con cảm giác con như thế nào con cảm giác không tin được luôn á tại vì nói chung là quá trời người mua mà mình được may mắn là cũng rất là cảm ơn chú Tám đã tạo cho tặng cho con cái phước này cái lộc y chang là bữa nay chú giao ngay ngày thần tài nữa ngày thần tài luôn con cũng mừng lắm luôn á ok con cũng cảm ơn chú không ngại đường xá xa xôi mà tới đây cho món quà cho con rất là vui mà cũng rất biết ơn chú hơn trăm cây số bao nhiêu đúng rồi. Còn vậy như mình không nghĩ là mình đặt nhiều khi mình tưởng cái trò chơi đó cũng là hên xui mà con không biết lúc con lên mua thì chỉ là chị bán thôi chứ không nghe trò chơi xong hồi con ao ra lúc mười mấy xong tới hồi con thấy chú vô cũng chưa thấy trò chơi hồi ao ra tới một mấy vô mới thấy con cũng không biết luôn cái con nằm lướt lướt xong hồi mình thấy nhắn tin rồi nói vậy chắc được chắc may mắn rồi câu thợ bóp của chú khi mà gia đình biết tới để mà sử dụng á để về cái vấn đề hỗ trợ đau nhức cơ xương khớp con xài con thấy như thế nào? Dạ mẹ con bị đau á, xịt vô thấy cũng giảm, không phải là nếu giảm hẳn là mình nói dốc nhưng mà thật sự là nó cũng
nhẹ nhẹ, giảm bớt từ từ á. Đúng rồi. Dạ. Cái gì cũng vậy, nó thiên giảm chậm rãi, nhưng mà nó phải có cái sự kiên trì. Dạ. Chứ không phải là cái gì cũng vậy. Đây không phải là thuốc đặc trị, mọi người phải lưu ý. Dạ. Nó không phải là thuốc đặc trị, nó là thảo dược, nó nhằm để mà hỗ trợ lại những cái chứng đau, nó giúp cho mình cảm giác dễ chịu, nhưng với điều kiện chúng ta phải kiên trì sử dụng. Dạ. Là đúng theo cái hướng dẫn sử dụng ở dạ. trong đây. Đồng thời á, là khi sử dụng để mà muốn loại trừ được đau nhức cơ xương khớp, nó không dẫn tới mà những cái chứng đau làm cho mình khó chịu á, là tất cả bà con mình nó phải lưu ý rằng chế độ ăn uống đó là một trong những cái phương pháp hữu hiệu nhất để giúp cho chúng ta có được cái sức khỏe tốt, mà chúng ta không có tốn mất quá nhiều tiền để chúng ta đi khám bệnh uống thuốc loại này kia nọ. Ăn uống, chế độ ăn uống nè, nghỉ ngơi nè, vận động tập thể dục cực kỳ là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta giữ được cái chế độ ăn uống mà làm sao cho nó khoa học một chút á, thì chúng ta có được sức khỏe cường tráng, không cần phải tốn tiền mua cao su bóp. Con nói mẹ con á là cái này là hỗ trợ thôi, chứ mình đừng nói ừ tôi xịt cái này là phải hết, thì thật ra không hết, nếu mà hết là bác sĩ bệnh viện ta đâu làm được. Đúng dạ rồi. Cái này chỉ là giảm đau, khi mình đau nhiều nó giảm. Đúng nhẹ rồi, nhẹ nó từ giúp từ. Cho mình nó dễ chịu, dạ. nó thoải mái lại. Đó, nhưng mà mình xài á là nếu mà bị nặng mình nên kiên trì, mình làm mỗi ngày nó 2-3 lần tùy theo nặng hay nhẹ. Cái kiểu nó dạ mình phải... xoa vô nó không nóng buốt rát mà nó thanh hoang thanh hoang. Đúng rồi, chính xác. Nó được lâu. Nó không phải là tinh dầu. Tại bữa con không biết sao con thoa thử coi nó như thế nào. Tại bữa mẹ chồng con kêu xích thử coi được không. Cái con xích nghe được giảm dần thanh hoang nhưng mà nó nóng bền á. Bữa nay cha chú cầm tới là con xích để coi. Nó có khác không? Mà cái sản phẩm của con đem tới chưa? Dạ rồi, mẹ dạ con rồi. Sử dụng rồi, mẹ chồng con cũng sử dụng rồi. À. Lắc đều lên. Đó, tức là bà con mình mà á, cái mùi của nó thì dễ chịu, nó chứ thơm dạ, nó thoảng thoảng nó vậy nhưng nó dễ chịu chứ không rất hoặc hôi. Đúng rồi, tại vì chồng con bữa rồi ở ngoài Bắc nó giới thiệu một cái chai như thế này, từ từ giống vậy 400-500 ngàn, nó là sức vô giảm mà thấy sức cũng không gì, cứ nó cứ dụ quá trời chú lắm, hết hang này qua hang khác 5-6 triệu tiền thuốc. Ôi trời, cứ nó uống vô giảm giảm, cái cuối cùng, cái lần cuối cùng nó gửi hàng giả cho mình, xong mình nói nó nói đâu biết tại này công ty người ta ăn cắp số người ta gửi. Mà chồng con chỉ liên hệ với bên đó thôi, cái con nói thôi thôi đừng, nó bị lạc 5-6 triệu bạc rồi thôi nghỉ đi. Cái này có 100 mấy ngàn chai nhưng mà dễ xài. Dạ đúng rồi, đa số con thấy nếu mà xài được là những người già rất là thích xài á. Đúng mấy rồi. Người già bị khớp đó. Ok, thì sẵn đây chú chúc cho cháu Cúc đúng không? Thảo. Thảo chứ quên, xin lỗi. Thảo cùng với là tất cả người thân trong gia đình có thật nhiều sức khỏe và một năm tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Con thứ 8 lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, dễ có những cái chuyến từ thiện là rất là ý nghĩa. Ok, ngày mai chú đi Bình Phước với Long Thành trao cho hai vị khách chi nữa. Dạ. Không vậy giờ cũng qua con giờ trao cũng gần. Con tưởng chú 8 là từ lúc chú, không biết chú 8 nhưng mà lúc biết trên YouTube là chú 8 đi tu báo hiếu á. Đúng rồi. Coi hoài luôn, con nói ước mơ được ngày gặp chú 8 mà bữa nay được gặp chú 8. Mai chú đi Bình Phước với là Long Thành, ngày mốt chú phải quay trở lại nhà xác để lấy 4 cái xác mà trong vụ cháy. Con có coi mà đúng không? Dạ có. Đó thì ngày mốt chắc có lẽ ngày mốt có kết quả. Rồi con chụp tấm hình với lại trao cái tấm này con. Ok. Dạ. Rồi con điện ơi. Thoại con đâu? Dạ. Lấy điện thoại con đem ra đây chụp luôn. Em thấy thường mà quý vị. Đó thì người ta cũng là lo sợ để mua hàng giả, lo sợ mà chương trình chơi game show giả để gạt người ta, rồi không biết có phải ông Tám tới nhà thì không, nhưng mà cuối cùng ông Tám tới thật, rất là thương. Rồi chụp với chú Tám tấm hình nè, kỷ niệm. Dạ. Chồng ông sạch đó, chùa bên Thái Lan đúng không? Ok. Chồng con nói anh sạc cái này thấy là linh nghiệm lắm á em. Đúng rồi. Dạ. Tại vì con cũng nghe tiếng chùa vàng này hơi. Chùa vàng Thái Lan. Dạ. Cực kỳ là nổi tiếng. Con chỉ coi trên mạng nhưng mà thấy cũng rất là hay. Ở xong mẹ con nói sao mà người cà tha của chú Tám mày làm cũng đẹp quá mẹ ơi. Cái gì cà tha cũng đẹp hơn của người ta nữa dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa rồi con cũng nhỏ kia bán là giới thiệu hàng Thái Lan á, nhưng mà mua về nó lỏng lẻo này kia, con cũng nghe Thái Lan bên chùa con cũng mua luôn, về cũng lỏng lẻo mạng lắm. Đó, cà tha nhìn nó thích không?
đó, cái kỹ thuật thắt cũng rất là đẹp mà nó chắc chắn nữa đó. Dạ. Bởi mẹ nói chú Tám mày có tâm quá, làm dây cá thả cũng đẹp quá trời quá đó. Ơi chú cảm ơn Dạ. cháu đã mua sản phẩm, tin tưởng cũng như là bà con dần dần ở đây Dạ. tin tưởng về sản phẩm của chú và mua ủng hộ đồng hành. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm chú bán thì chú trích cái tiền lợi nhuận mình để giúp ích cho đời Dạ. bằng cái sức lực nhỏ bé của chú thôi. Chú là chỉ Sức lực của là chú nhỏ thì ở đây không hạt ai sánh bằng chú ông chú rồi. là làm với chút xíu như bé nhà các cái đó, làm được gì Dạ. làm, chia sẻ được cái gì cho bà con là chia sẻ. Dạ. Do chú nghĩ một đơn giản là thì giờ mình có thì mình chia sẻ với người khác, Dạ. biết đâu mai kia mốt nọ mình nghèo mình khổ mình đói thì người khác cho mình lại ăn cái ăn không Dạ. sợ đói Không đó. mà con thấy chú làm thiện nguyện dành hết tâm sức để dành làm thiện nguyện vậy là cũng như nhiều người phải ngưỡng mộ chú, mà nói chung là con cũng ngưỡng mộ. Chú cảm ơn cho rất là nhiều. Dạ, Rồi con chúc cảm mình ơn chú. khỏe. Dạ. Rồi cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Ok. Dạ, con chào chú. Bye.